bà ơi. Thế đến giờ mọi người, lần này mình muốn vòng đầu tiên ăn thạch coca. Ôi, quá dễ dàng. Ôi, thạch, bà chưa bao giờ lại gặp trường hợp này. Mình có một ý tưởng bắt đầu từ đâu rồi. Tất nhiên là đầu tiên cần phải lấy coca đã. Nào, hãy làm thôi. Ôi, suýt thì hỏng hết. May quá. Ôi trời ạ, gần như hoàn hảo rồi. Ôi, đầu tiên mình cần phải bỏ hết cả coca ra. Ngon thật đấy. Đấy, bây giờ thì ợ phát nào. Ôi, trời ạ, tiếng gì vậy? Sợ quá. Thôi được rồi. Bây giờ thì chỉ cần một chút nữa thôi. Đấy, đầu tiên là mình sẽ cho siro ngô vào trong này như thế này. Nhờ nó coca của mình sẽ biến thành thạch thôi. Bây giờ chỉ cần lắc nó thật là đều là được. Ôi, xin lỗi nhá. Ôi, nào bắt đầu tiếp thôi. Ôi, trời ạ, nó quá chắc chắn là dính rồi. Mình phải xé nó ra bằng vũ lực thôi. Nếu không thì Vicky sẽ không thể thử cái tắc của mình. Nào. Ôi, trời ạ. Thôi, được rồi. Ít nhất là đã làm được rồi nhá. Đấy, bây giờ thì cần đông lạnh nó một chút. Vì vậy mình sẽ dùng bình xịt này. Ồ, tuyệt lắm. Ôi, trời ạ, khó thế này. Loại thạch tốt nhất là loại mật ong thông thường. Bà có thể cho vào trong đá đơn giản. Đây không phải là một ý tưởng tuyệt sao? Ồ, quá là vô nghĩa. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm thạch thật đây này. Để bắt đầu, các bạn cần có cho coca vào trong chảo. Sau đó, sẽ nếm kẹo dẻo coca vào trong như thế này. Chúng sẽ tan chảy ra và làm một cái tác. Thành phần cuối cùng là bí mật. Mình sẽ tạo cho một cái thạch kết thúc rực rỡ. Bây giờ hỗn hợp thu được, cần phải nấu trong chảo như thế này. Thật là ngoáy kỹ nhá. Và khi thạch đã sẵn sàng, mình có thể đổ nó vào trong chai. Như thế này này. Đấy, đổ thật đấy. Và bước cuối cùng là làm lạnh thạch rồi. Không ai có thể làm điều này tốt hơn nitơ lỏng. Chúng ta cần đổ đầy chai và sau đó đợi vài giây. Đấy, nhưng mà hãy cẩn thận nhá. Không thì tiếp cận nitơ không có người lớn. Sẵn sàng rồi. Bây giờ Vicky, chọn người chiến thắng ngày hôm nay đi. Mình không biết bắt đầu từ đâu đâu. Mọi thứ trông thật là ngon miệng. Có lẽ người đầu tiên sẽ là bà. Ờ, cái này trông giống mật ong thông thường. Bây giờ thử của đầu bếp Annie nhá. Tất nhiên là trông thì đẹp, nhưng tại sao lại bóng như thế này nhỉ? Thường bây giờ là cái này. Wow, wow, cái này ngon thật đấy. Mình sẽ chọn cái này. Jill. Yeah, trời ạ, mình biết ngay mà. Ôi, cái gì nữa đây? Đây là tất cả những thứ gì cần để làm bánh quế. Nào, làm thôi. Sẽ được thực hiện. Bánh quế. Ôi, bánh quế sao? Món ăn đặc trưng của bà. Bà đã biết rõ hơn bất cứ ai ở đây. Và biết cháu gái bà thích ăn bánh quế như nào. Đầu tiên bà sẽ nhạo bột. Mọi thứ đều theo tiêu chuẩn bột mì, trứng, bơ. Ở đây mà không có đường và sữa chứ. Và nhân tiện, sữa rất ngon. Một cách phi tế. Bột gần như sẵn sàng rồi. Còn thích tốc độ không đầu bếp? Ôi, không ấn tượng chút nào cả. Máy của mình đã đọ sức nhanh hơn rồi đấy. Ôi, thế sao? Vậy thì bà cần nhanh hơn. Cần phải làm bánh quế thật ngon. Ôi, xin lỗi nhá. Đấy, bây giờ bà sẽ đánh bằng cả hai tay. Còn nhanh hơn. Ôi, không nghi ngờ đâu. Còn đây, mình đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần chia bột thành các phần nhỏ và sơn lại từng phần màu màu đặc biệt. Đấy, cho vào bát như thế này nhá. Đấy, rất là đẹp đúng không? Bây giờ thì có thể làm bánh quế rồi. Bây giờ chúng sẽ có rất là nhiều màu khác nhau. Và mình cũng có một cái bánh quế mà mình đã làm rồi. Nhồi,
ngon thế. Thôi được rồi. Bạn nghĩ bạn có thể cạnh tranh với đầu bếp vĩ đại không Annie? Dù chỉ như thế nào, bánh quế cầu vồng của mình đã sẵn sàng. Bây giờ cần phải trình bày nó thật là đẹp. Tại sao không làm điều đó trên một tấm màu đen chứ? Và kem tươi sẽ đóng vai trò của những đám mây. Và tất nhiên là một chút màu sắc sẽ không hại gì cả, để có thêm vẻ đẹp nữa. Tuyệt, quá là tuyệt vời. Ôi, cô bà thích kìa, bà biết là cháu gái bà thích quanh quế như thế nào. Và nó đã sẵn sàng rồi đây này. Trang trí chúng với kem và quả mọng. Không có gì tốt hơn vào một ngày hè nắng như vậy. Và một ít siro cây phong cũng không hại gì đâu. Ôi, ngon quá. Ôi, bà ơi dừng lại đi. Mọi thứ không có gì cả bình thường đâu. Hoặc là không, mình có một ý tưởng này. Mình chắc chắn là sẽ có một cái này. Ê, trời ạ. Trong mày của tớ có gì nhỉ? Ồ, đây là những gì mình cần. Đây là mì mà mình sẽ dùng để làm bánh quế. Mình sẽ cho vào đây. Nhìn này. Và trông rất là ngon mắt đúng không? Ôi, bà không nghĩ vậy đâu. Nhưng mà để bà ấy tự ngon nhá. Wow, trời ạ, à, đây là mì kiểu gì vậy? Ôi, chắc là ngon đấy. Để mình thử nhá. Ai, trời ạ, à, ghê thật đấy. Ôi, ghê quá đi mất. Nhưng mà bà làm bánh quế như thế nào? Trời ạ, à, như mình thích luôn. Ôi, cảm ơn bà rất nhiều. Cái này thực sự rất là ngon luôn ý. Ôi vâng. Wow. Trời ạ, à, hãy nhìn đầu bếp Annie làm này. Ôi, vừa đẹp vừa ngon. Nhưng mà có lẽ thời điểm này không ai có thể so sánh với bánh quế của bà. Mình đã yêu nó từ khi còn nhỏ. Chúc mừng chiến thắng của bà ơi. Ôi, hoan hô, bà biết là bà có thể thắng được mọi người mà. Lần này sẽ là cái gì đấy? Mình muốn ăn bánh donut. Mình hy vọng mọi người có thể làm mình hạnh phúc với nó. Ôi, cái này có thể làm nhanh chóng. Và bà có thể làm rất ngon. Ôi, trời ạ. Ngon sao? Mình đồng ý. Nutella rất là ngon. Ôi, trời ạ, chúng ta đã bắt đầu rồi sao? Xin lỗi nhá. Có một cái gì đó đã hoàn toàn phân tâm mình bởi sô-cô-la. Nhưng mà không sao, mình sẵn sàng để bắt đầu rồi. Đầu tiên mình cần lấy một gói bánh Oreo và nghiền chúng ra. Ta-da. Đấy, bây giờ thì mình sẽ trộn mảnh vụn này với cần Nutella. Đây là phần yêu thích của tớ. Ôi vâng, trời ạ, ngon thật đấy. Cái này thì sẽ rất là tuyệt lắm đây. Bây giờ mình sẽ đổ hết cái này vào trong máy. Ôi, hãy nhìn mà xem. Ôi, cái gì vậy? Ồ, đây là hỗn hợp bánh rán. Cảm ơn đầu bếp. Mình đỡ nó ra khỏi khuôn và đang chờ đợi. Ôi, bà chậm thật đấy. Những chiếc bánh rán của mình đã sẵn sàng rồi. Hãy xem nó đẹp chưa này. Bây giờ cần phải chia làm đôi. Như thế này này. Và sau đó cho siro vào bên trong. Gần như xong rồi. Bây giờ mình cần marshmallow dẻo lỏng. Để làm điều này, mình sẽ cho marshmallow vào trong một cái túi như thế này. Và mình sẽ bóp nó lên trên bánh. Đấy, trông vừa đẹp mà rất là ngon nữa chứ. Và bây giờ phần còn lại cuối cùng. Nếu mà không có nó thì không thể nào mà trông ngon được. Trông quá là tuyệt vời đúng không? Ôi, vậy sao? Bánh rán của bà cũng gần như sẵn sàng rồi. Tất cả những gì bà cần làm là rắc đường bột lên. Ôi, Jill, bà xin lỗi nhá. Đấy, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Bà muốn thử những chiếc bánh rán này. Nhưng bà đang cố gắng, chúng dành cho Vicky. Ôi, trời ạ. Ôi, cháu ơi là cháu. Cháu không cần phải vứt hết đồ như thế này đâu. Không sao,
Nhưng cái bánh rán đá này sẽ trông còn đẹp hơn nếu mà mình nhúng nó vào Nutella như thế này. Quá tuyệt vời. Bây giờ đến lúc phải chọn xem ai là người chiến thắng rồi. Đầu bếp Annie có những chiếc bánh rán đẹp nhất. Mình muốn thử chúng đầu tiên. Chúng không chỉ đẹp mà có một cách phi thực tế. Ôi, mình rất là vui. Tiếp theo, mình sẽ thử cái mà bà nấu nhé. Rất là ngon. Nhưng mà quá phổ biến. Mình đã mong đợi một điều gì đó hơn. Jill, mình hy vọng bánh rán của bạn sẽ làm mình ngạc nhiên. Sô-cô-la, mình rất là thích chúng. Nhưng mà đầu bếp Annie vẫn có những chiếc bánh rán ngon nhất. Hãy chúc mừng chiến thắng của bạn ấy nhé. Ôi, nào, bây giờ sẽ có một cái gì đó thú vị. Ê, bà đừng ngủ. Đúng rồi, bà đây. Đây là món đầu tiên nhá. Mình muốn ăn pancake. Ngồi gì vậy, làm đi. Đây là món ăn yêu thích của mình mà. Chúng ta sẽ không lãng phí thời gian. Cháu gái đang đói lắm rồi. Bật bếp nào. Lấy một cái muỗi và cho tất cả mọi thứ vào đây. Nó rất là đơn giản. Đấy, sẵn sàng. Một cái pancake đã xong. Ôi trời ạ, nó đơn giản thế thôi sao? Mình sẽ làm bánh pancake tươi sáng nhất cho em gái. Em ấy chắc chắn sẽ thích ý tưởng của anh. Mình sẽ đổ ra. Và bây giờ sẽ cho thêm một ít màu sắc. Và thêm một chút màu nữa. Mình sẽ trộn đều nó lên. Ồ, đấy, trông rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho lên chảo. Dường như sẵn sàng rồi. Lên đĩa trước khi bị cháy. Mình sẽ làm pancake với màu sắc cầu vồng khác nhau. Nào, bà sẽ trang trí bánh với cả bơ và siro. Quá là ngon. Ôi, nó đẹp làm sao. Thật là nhiều màu sắc. Mình sẽ cho thêm kẹo dẻo. Và chúng chắc chắn sẽ thắng. Ồ, thật là tuyệt vời. Món này sẽ rất ngon đấy. Trời ạ, quá tuyệt vời luôn. Nước miếng chảy cả ra rồi. Mình sẽ thêm nhiều rắc hơn. Và bây giờ có thể sẵn sàng rồi đấy. Hóa ra là rất tuyệt vời. Trẻ em ăn đồ ngọt là không tốt. Vì vậy mình sẽ trang trí món ăn của mình bằng những quả trứng luộc. Mình sẽ cho nồi nước và đặt nó lên bếp. Nhớ tạo ra nước xoáy. Và sau đó cho một nước quả trứng giống vào đó. Đó là toàn bộ bí mật rồi. Mình sẽ cho một ít giam bông. Và trang trí với salad nữa nhé. Đấy, món của chúng ta gần như đã xong. Bây giờ phải múc trứng ra thật là cẩn thận. Sau đó đặt lên trên. Đây, miếng cuối cùng. Cho thêm một ít rau. Và bây giờ có thể mang lên rồi. Mình rất là tuyệt vời. Yêu ơi, ghê tởm. Mọi người sẵn sàng chưa? Ồ, chúng trông thật là ngon. Mình sẽ bắt đầu với cái này trước nhé. Nhằm nhằm. Cái này khá là ngon đấy chứ. Ồ, cái này thật là sáng. Và cũng rất là ngon đấy chứ. Cái này, này là mình yêu thích nhất rồi. Còn cái này là cái gì? Ôi, eo ơi, trời ơi, thật là kinh tởm. Không, mình không ăn cái này đâu. Cái này, chiến thắng nhá. Mình thấy rất là ngon luôn. Tuyệt vời quá. Bây giờ, mình muốn ăn pizza. Ok. Bà sẽ làm nó. Một lựa chọn tốt đấy. Đầu tiên, mình sẽ cắt một miếng bột ra. Mình sẽ lấy tương cải chua và phết nó lên bánh pizza. Ôi, thật làm là làm nó cẩn thận để không bị đổ ra ngoài. Đấy, như này đấy. Thật tốt khi chổi của mình luôn ở trong tầm tay. Mình sẽ làm nấu ăn nó nhanh hơn rất nhiều. Mình sẽ nạo phô mai thật mịn. Nó sẽ rất là ngon. Và cuối cùng, lấy pepperoni. Bánh pizza gần như đã sẵn sàng rồi. Ôi, cháu đang làm gì vậy? Ôi. Oops. Ôi, trời ạ, thật là không cẩn thận. Ôi, pizza của mình biến mất rồi.
Cái gì? Cái này dành cho cháu sao? Cảm ơn bà rất nhiều nhá. Tớ có một ý tưởng này. Tớ sẽ làm bánh pizza ngọt và nó sẽ tuyệt vời nhất. Okay. Mình sẽ cho nước sốt kẹo dẻo thay vì nước sốt bình thường. Pizza sẽ rất là ngon và rất là tuyệt vời. Chúng ta có gì ở đây đây? Kẹo Skittle sao? Nó hợp với tớ đấy. Tớ sẽ sử dụng nó và nó sẽ rất là hoàn hảo. Ồ, thật là tuyệt vời. Cơ phải nghĩ một cái gì đó khác thường. Đà, mình có ý tưởng này rồi. Mình sẽ sơn bánh pizza của mình màu đen. Mình sẽ cho một ít nước nhuộm vào và sẽ bôi nó ra. Và cái chổi này sẽ giúp mình nhớ. Và cái bánh pizza đen của mình đã sẵn sàng. Bây giờ sẽ lấy nước sốt cà chua và trải nó lên trên bột. Như này này, rất là tuyệt vời rồi đấy. Gần như sắp xong rồi. Tất nhiên, pizza gì mà không có phô mai chứ. Phải cho nó thật là nhiều vào nhá. Được rồi, bây giờ phải cho nhân vào. Mình nghĩ hải sản hoàn hảo cho một chiếc bánh pizza khác thường như vậy đấy. Ừ, quá là tuyệt vời. Các đầu bếp của chúng ta đã sẵn sàng cho chiếc bánh pizza của họ vào lò nướng rồi. Ôi, và sẵn sàng, bánh pizza nóng có thể phục vụ lên trên bàn rồi đấy. Ôi không, trời ạ, bánh pizza của tớ bị sao vậy? Nó hủy hoại rồi. Còn bánh pizza của bà rất là tuyệt vời. Ôi, có một mùi hương thật là dễ chịu. Đến lúc phải thử rồi. Ồ, bánh pizza kỳ lạ này gì vậy? Nó màu đen sao? Tại sao lại có vỏ sò trên này vậy? Eo ơi! Ồ, đây là một chiếc bánh pizza thật là sáng sủa. Hãy thử nào nhé. Vị cũng lạ đấy nhưng mà cũng ổn. Món tiếp theo là gì? Đây là món pepperoni yêu thích của mình mà. Quá ngon. Vâng, bánh pizza này đã thắng rồi. Cảm ơn cháu gái, chúc cháu ngon miệng. Bây giờ, mình muốn ăn kem. Ok, bà sẽ làm một món kem ngon nhất cho cháu gái. Tất nhiên là sẽ cho thêm bánh vào đấy. Không thể nào mà tưởng tượng được cháu có thích món tráng miệng của bà hay không. Nào, đến lúc phải làm rồi nhớ. Điều quan trọng nhất là thái nhỏ từng miếng ra. Vì vậy, mình sẽ lấy cái này và bắt đầu làm thật là nhanh. Ôi, cái gì thế này? Tại sao lại bà bao phủ đầy bánh quy thế này? Ê, cháu ơi, cháu cho phép mình làm gì vậy? Ôi, cháu xin lỗi, cháu hơi quá đai tay. Cái gì có thể dễ dàng hơn là một món kem ngon nhất thế giới? Ừ, cái này sẽ rất là hoàn hảo, như mọi hơn lần rồi. Tới đến lúc phải cho thêm trang trí vào. Nào một ít vỏ chanh nhá. Ôi, ai cũng thích màu này rồi. Trời ơi, lại còn quên được bà Hà sao? Và tất nhiên là bí mật của mình. Mình sẽ cho nước mà có khói nhá. Ôi, nhìn nó đẹp lắm sao? Ôi, lại nghĩ ra những cái thứ. Trời ạ, à, phải làm với tình yêu chứ. Ôi, hình như có vẻ như mọi thứ không ổn rồi. Ôi, trời ạ, à, nhưng cái món này thật là khó khăn. Nhưng mà không sao. Bây giờ chỉ cần cho thêm siro yêu thích của bà và có thể cho cháu gái của bà ăn rồi. Đấy, như này này. Đẹp quá. Ôi, kem đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ còn để cho vào bát và trang trí thôi. Ok. Ừ, mình nghĩ mình đã đi đúng hướng rồi đấy. Cái nhìn đó thật là tuyệt. Và có kem đánh bông và em mình rất là thích chúng nữa chứ. Hay quá, tuyệt vời. Mình sẽ lấy Skittles để trang trí, chúng rất sáng, kem sẽ rất đẹp. Ngoài ra, một số bánh Oreo yêu thích của chúng tớ sẽ thêm ô ngọt đôi ngọt vào đây. Và thêm cả cái ống ngọt này nữa chứ. Ôi, có gì đó thiếu. Siro sô-cô-la, mình có thể lấy một tí rồi bà được không? Tuyệt lắm, vâng, cháu cảm ơn nhá. Ôi, một cái miếng cuối cùng và sẵn sàng. Ôi, mọi người đã sẵn sàng để đi chưa?
Vậy thì bắt đầu đi. Ôi, bắt đầu từ đâu đây? Ôi trời ạ, có bao nhiêu thứ này? Mình sẽ thử nhá. Ôi, đây là món ngon nhất mà mình được thử. Trời ơi, tuyệt vời quá. Nào, bây giờ hãy xem có gì ở đây nhá. Cái gì nữa? Trời ạ, tại sao lại có lá gì đấy? Ôi, mình sẽ bỏ cái này đi nhá. Eo ơi, kinh quá. Trời ạ, mình không muốn ăn nó đâu. Thôi được rồi, để thử nhá. Ôi, cái này lạ thật đấy. Nhưng mà cũng khá là ngon đấy chứ. Nào, người này sẽ thắng nhá. Kem này thắng. Ồ, tuyệt vời, mình thắng rồi. Chuẩn bị cho mình món này thạch trong chai. Ok, sẽ được thực hiện. Ôi, lần đầu tiên bạn thấy món này. Ok, bây giờ thì hãy xem mình có món gì nhá. Coca, đây là những gì mình cần. Hãy nhìn xem mình muốn làm thế nào này. Đầu tiên, mình phải uống nó đã. Và nếu mà uống nó như thế này thì sao? Thì rất là ngon. Tuyệt. Ôi, ôi, ôi. Ôi, đừng, đừng, đừng. Kêu. Ôi, hình như là thấy tệ quá. Eo ơi, thật đáng sợ. Xin lỗi nhá, em cũng không mong đợi điều này. Thôi được rồi, đến lúc phải cho Skittles vào trong rồi. Chắc là em bé sẽ rất là thích đây. Ồ, và ở đây còn có cả siro cây phong này. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nhá, càng ngọt thì càng tốt mà. Nào, bây giờ thì đóng nắp vào và lắc lên. Đó, được rồi. Ôi, trời ạ, cái này dính vào rồi. Làm gì bây giờ? Trời ạ, cứu với. Ôi, thêm một tí nữa thôi. Mọi thứ đều ổn chứ cháu gái? Vâng. Ôi, trời ạ, cái này nó dính vào móng tay mình rồi. À, bây giờ thì á, cái này có thể mở ra được rồi. Không sao, bây giờ thì á, mình chỉ cần đông lạnh nó thêm một chút nữa thôi. Nào xem nào, ổn rồi đấy. Bà ơi, bà ngủ rồi sao? Dậy đi, bây giờ bà hãy nhìn xem cháu nghĩ ra hay chưa. Ôi, bà nghĩ nhá, cái món của bà sẽ còn ngon hơn. Đầu tiên là cháu gái bà đang đến đây. Bà sẽ cho cái này vào trong nước đá. Chỉ là cái này thôi sao? Trời ạ. Ôi, để xem các cháu có thể làm gì nhá. Mình sẽ lấy coca, giống như mọi người đã yêu cầu. Đầu bếp có thể làm thủ thuật mà. Mình sẽ đổ coca vào chảo. Và mình sẽ cho thêm gấu kiều dẻo vào nhá. Và để làm thạch, mình sẽ cần gelatin. Nhưng mà mình luôn có trong tầm tay món này. Bây giờ chỉ còn lại để trộn vào và đổ lại vào trong chai thôi. Đấy. Đấy, như này thì sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Ôi, gần như sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần đổ vào đây, trông ngon miệng chưa này. Bây giờ thì có thể đông đá nó vào rồi. Đây là phát minh mới nhất của mình, siêu đóng băng. Chờ một chút, quả thạch đã sẵn sàng rồi. Đó, tuyệt vời, rất đẹp đúng không? Ồ, oh, wow, hoàn hồ sếp. Ôi, rất là dễ dàng, nhưng cảm ơn. Bây giờ thì em bé sẽ rất là thích thôi. Đừng có quên của mọi người nhé. Ôi, cảm ơn đã nhớ. Ôi, nó cũng sẵn sàng rồi. Nhưng mà nó lạnh thật đấy. Trời ơi. Ôi, bây giờ bà sẽ thở một chút nhé. Ôi, thế là được rồi. May quá, bà đã ổn. Và bây giờ thì cháu gái có thể ăn thạch rồi. Wow, tuyệt vời quá. Mình không biết bắt đầu từ đâu luôn. Ôi, chắc là mình sẽ thử món này đầu tiên nhá. Ôi, một con gấu rất đáng yêu. Wow, cái này từ mật ong sao? Chắc là vừa ngọt vừa ngon. Ồ, rất là tuyệt vời đấy chứ. Ừ, ok. Wow, trời ạ, coca yêu thích của mình. Để xem có gì bên trong nhá. Ôi, bây giờ mình sẽ thử thôi. Ôi, cái này ấn khó quá. Nhưng mà trông rất là ngon. Nào. Wow, rất là tuyệt vời. Mình rất thích món này. Rất ngon. Cảm ơn nhé đầu bếp. Còn cái gì nữa nhở? Nào, bây giờ thạch này nữa. Ồ, trời ạ, bên trong còn có kẹo này. Wow, ngon thật đấy. Nào, bây giờ thì mình sẽ thử nhé. Tuyệt vời quá.
Đây là món thạch ngon nhất mà mình hôm nay ăn rồi. Và chắc chắn là chị gái sẽ thắng. Oh wow, tuyệt vời quá, cảm ơn em gái. Món tiếp theo sẽ là bánh quế nhá. Sự lựa chọn tuyệt vời. Cái gì? À, bà hiểu rồi. Mình không biết làm chúng, nhưng mà thôi được rồi. Để làm bột bánh, tất cả những gì cần làm là bột mì, trứng và bơ. Còn bây giờ thì bà sẽ cho thêm đường vào. Ôi, cái đánh trứng của bà đâu rồi? Bây giờ thì bà sẽ làm một cái món rất là ngon. Bà sẽ đánh rất là nhanh. Oh wow, bà nhanh tay thật đấy. Ừ đúng rồi, bà làm được như thế. Ôi, cái bà già đó. Trời ạ, không dễ dàng hơn nếu để đánh một cái máy trộn sao? Tốt hơn là tiết kiệm sức và có thể thể hiện trí tưởng tượng. Bây giờ, mình nghĩ là em gái sẽ rất là thích đây. Và mình sẽ nấu những bánh quế nhiều màu. Bây giờ cái này đỏ, cái kia vàng, xanh và xanh lá cây. Ôi, không có cơ hội đâu. Để rồi chúng ta cùng xem. Ôi, tại sao lại phải căng thẳng như vậy chứ? Mình có thể Nutella và chiến thắng sẽ thuộc về mình. Bà và đầu bếp không hiểu gì cả đâu. Đấy, bây giờ sô-cô-la đều mọi người đều thích hết. Trong khi đó mình sẽ nấu cái món này trước nhá. Wow, nóng quá. Trời ạ. Ôi, mình muốn tự ăn. Không thể nào mà chịu được. Nào, để ăn thử nhá. Wow, thật là tuyệt vời. Món này rất rất là ngon luôn. Nhâm nhâm. Ôi, thế còn em gái thì sao? Ôi, không sao. Bây giờ chị sẽ làm thêm mà. Ôi, hãy để ý nhớ không tự ăn nốt. Nào, bây giờ thì bà đang làm rồi. Thơm quá. Ôi, chắc chắn bà sẽ thắng rồi. Ôi, cái gì nữa? Bánh quế của mình còn đẹp hơn rất là nhiều. Bạn thích cái món này không? Ôi, cháu không thắng được bà đâu. Không bao giờ. Ôi, trời ạ. Ôi, trời ạ. Nhưng cái món này ngon quá. Trời ạ, mình không thể nào mà dừng lại được. Cháu đang làm gì đấy? Ôi, chúng ta có thử thách mà. Thôi không sao, bà đừng làm thế. Cháu có thể làm thêm, thấy không? Ôi trời ạ, bột đâu? Hết rồi sao? Ôi, tại sao lại như vậy chứ? Mình phải làm gì bây giờ? À, mình nghĩ ra rồi. Mình chẳng còn một cái gói này ở đây. À, đúng rồi, là nó. Bây giờ mình chỉ cần đổ sôi nó nữa thôi. Và đợi nó một chút. Và mì sẽ sẵn sàng. Còn bây giờ thì cái món này sẽ làm nốt. Đấy, cho vào trong như thế này. Và nướng nó lên. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn nốt mì còn lại. Nó rất ngon mà. Trời ạ, ăn bao nhiêu mới đủ chứ? Ôi, bánh của mình đã xong rồi. Quá tuyệt vời. Bây giờ thì nó sẽ thành một cầu vồng. Và còn cái mây này, mình sẽ làm bằng kem. Và tất nhiên là rắc thêm một chút nữa. Cái này sẽ rất là tuyệt vời đây. Ôi, làm rất là đẹp đấy chứ. Nhưng mà bà cũng có cái kiểu của bà. Bánh với cả kem. Đấy, chắc chắn là cháu gái của bà sẽ rất là thích luôn. Đẹp quá. Và rất là ngon. Đấy, còn rất là tốt cho sức khỏe. Ồ, không biết là bà làm tốt rồi đấy. Mình nên cố gắng đúng không? Đấy, thế là mình đã làm cái này rồi. Bây giờ mình sẽ rắc thêm bột phô mai vào nữa. Đấy, không có quá nhiều phô mai. Ôi, hình như là hơi quá rồi. Hạt chứ. Ôi, vào mũi rồi. Ngứa quá. Mọi thứ đều ổn chứ? Ôi, cần phải cẩn thận hơn chứ cháu. Ôi, không sao. Nhưng mà bây giờ thì tay của mình có thể liếm được. Món này ngon quá. Ôi, mọi người có muốn thử không? Không, cảm ơn. Thôi được rồi, mình đã sẵn sàng. Ồ, cái này trông thật là khác thường. Mình chưa bao giờ thử. Nó sẽ giòn đúng không? Ừ, giòn. Nhưng mà không ngon chút nào cả. Không, không, mình không ăn đâu. Cái gì? Trời ạ. Ôi, trời ạ. Waffle với cả cầu vồng. Tuyệt vời quá. Thử nào. Ồ, không tệ chút nào. Mình rất là thích đi chứ. Ồ, tuyệt lắm.
Còn đây là gì? Waffle với cả kem sao? Một sự hoàn hảo thật là tuyệt vời. Lại còn có cả dâu tây nữa chứ. Ôi trời ạ, à, bây giờ đã chảy hết cả nước miếng rồi. Đẹp quá. Vâng, đúng rồi, món này thực sự rất là ngon. Mình muốn ăn tất cả mọi thứ luôn. Bà ơi, bà thắng rồi. Xin chúc mừng bà. Ồ, Ano. Hồng có một nhiệm vụ cho em bé ăn. Và bạn ấy sẽ muốn gì đây? Bé muốn khoai tây chiên. Không khó. Bây giờ bà sẽ làm. Ừ, mình cũng biết công thức. Có vẻ như cần phải thêm dầu. Đổi thêm béo hơn một chút đi, nó sẽ ngon hơn. Như này, chắc chắn sẽ nướng mọi thứ rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ đổ hết tất cả một gói vào. Bởi vì không bao giờ là có quá nhiều khoai tây chiên. Cháu gái, cháu đang làm gì vậy? Ôi không, nó đang bốc cháy. Ôi, chúng ta phải dập ngọn lửa thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi, ôi, trong đó không có trong công thức nấu ăn. Ôi, suýt thì đốt cháy cả nhà bếp và chúng ta rồi. Tốt hơn nên nào hỏi từ bà. Bây giờ chỉ lấy một ít dầu thôi, một chút lửa nữa và khoai tây sẽ trở nên hoàn hảo. Đấy, tuyệt lắm. Bây giờ có thể bỏ nó ra rồi. Ôi, làm tốt lắm. Đây là tất cả dành cho cháu gái của bà. Chỉ cần thêm nước cà chua nữa thôi. Cà chua hành ngon lắm. Khoai tây chiên chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo. Ôi, trời ạ, à, mọi người phải học từ mình đi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người cùng xem. Đây. Bây giờ bỏ loại thừa ra. Sau đó bỏ khoai tây chiên với cả thịt xông khói. Ở trên thì thêm một ít mứt lên trên nhá. Và ở trên sẽ cho một nhánh hương thảo. Một kiệt tác nghệ thuật ẩm thực đã sẵn sàng rồi đây. Mình nghĩ một cái gì đó tốt hơn rồi. Kẹo dẻo chuối trông rất giống với khoai tây chiên. Và nếu thêm siro dâu tây thì sẽ giống như khoai tây với nước sốt cà chua. Người em gái của mình thực sự sẽ rất thích bởi vì nó rất thích đồ ngọt mà. Cuối cùng mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Em bé đang chờ đợi thức ăn của mình rồi đấy. Món ăn của bà là món ăn đầu tiên thu hút sự chú ý. Khoai tây chiên cổ điển và nước sốt cà chua. Em bé rõ ràng rất là thích nó. Ôi, tự hỏi em ấy có thích món này không nhở? Đầu bếp lấy một công thức khác thường, nhưng mà nó không được đánh giá cao lắm đâu. Và một món quà từ chị gái là món cuối cùng. Nó giống như khoai tây chiên và sốt cà chua, nhưng đó là kẹo dẻo ngọt ngào với nước sốt dâu tây. Nhúng và ăn. Bây giờ phải chọn người chiến thắng thôi. Đúng rồi, đó sẽ là món của bà. Ôi tuyệt lắm. Ôi tuyệt quá.